khi chúng ta mua máy về thì sẽ có một kiện máy chính và các thiết bị liên quan, gồm một vòi nước, một phễu lọc, một túi điện mã, lưới lọc, đá xay, dụng cụ mở ốc và cái ron gắn cho cái phễu lọc. Khi chúng ta lắp đặt máy thì sẽ có hai bộ phận chính là đường điện và đường nước. Về đường điện thì chúng ta sử dụng CV là 5A, dây dẫn có tiết điện là 80 m³. Cắm khuấy thì chúng ta có thể sử dụng CV là 2A hoặc là sử dụng ổ cắm để khi hoàn thành máy sẽ kim vào. Về đường nước thì chúng ta sử dụng ống nước là Q21 cao cấp máy. Về đường xả thì chúng ta sẽ có đường xả của bồn hơi Q21 và vòi này là vừa có tác dụng là chiết rót sữa, vừa có tác dụng là vệ sinh sau mỗi ca làm việc. Về phần sử dụng máy thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai phần chính, là phần đầu tiên là sử dụng khối xay và thứ hai là sử dụng vòi hơi. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và vận hành khối xay. Xay. Trường hợp nó quá lỏng thì chúng ta có thể là xay ngược chiều kim đồng hồ hay thỏ cho hai viên đá khi gần với nhau. Chúng ta được siết và kiểm tra khi mà hai viên đá nó vừa chạm nhau có độ khích nhất định thì chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta nhớ là vừa kiểm tra vừa siết nha. Khi chúng ta kiểm tra cái độ ma sát hai viên đá nó ổn rồi, chúng ta sẽ cố định lại bằng vòng xiết. Để trong quá trình chạy máy không bị rung lắc. Thì hai viên đá ok rồi, chúng ta sẽ đặt cái kiểu lên. Mở vừa vòi nước và tiến hành cho xay lại. Cho cái công tắc, công tắc. Này chúng ta sử dụng túi tính bản để xay. Ở đây có thể hứng một cái xô, cái thao gì đó để bả khi mình xây văng ra bên ngoài. Tôi đang hướng dẫn các bạn cách vận hành máy. Thì sau khi chúng ta cấp nguồn nước vào van cấp nước thì chúng ta sẽ mở van nước ra, xây 10 kiều kim đồng hồ. Nước sẽ được cấp vào nồi hơi. Và các bạn lưu ý kỹ là trong quá trình làm việc là nước nó luôn có trong cái bồn hơi. Sau khi nước nó dâng lên mức cao thì chúng ta sẽ khóa van lại. Khi đã cấp nước đủ cho nồi hơi thì chúng ta sẽ cấp nước vào cái nồi nấu, xoay van qua và mở van này để nước được cấp vào nồi nấu. Sau khi lắp đặt điện nước đầy đủ thì chúng ta tiến hành chạy máy. Chúng ta sẽ
ta đạt cái nhiệt độ mà mình mong muốn. Ví dụ tôi đang nấu ở nhiệt độ khoảng 60 độ C và chúng ta sẽ bật máy. Khi máy hoạt động thì đèn nguồn sẽ sáng. Và chúng ta sẽ bật cánh quay để đảm bảo cái này. Thì giờ nước đã sôi, chúng ta bắt đầu xả nước ra.